mối quan hệ của em với gia đình chồng tốt không? Ban đầu thì không tốt lắm, bây giờ thì may mắn lắm, nó cũng vừa mới tốt gần đây. Tại sao lại không tốt? Em nghĩ là do tính cách của em chưa hợp lắm với lại gia đình của bên nhà chồng em. Rồi thiệt tình là em không có khéo trong cái vấn đề bếp núc rồi nội trợ, em không có khéo. Thì cũng không có biết phải làm sao hết, thì em mới nghĩ trong lòng là mình cứ về mình có làm sao mình sống như vậy. Thì bố mẹ thấy thì có thể uốn nắn từ từ. Rồi hai bên cùng cố gắng hòa hợp, không có ngờ là khó quá. Tại vì bố mẹ thì ngại nói với con dâu, ngại nên cũng không nói, em cũng không nói, hai bên cứ không nói, dần dần cái không nói luôn. Thì nó tính là bố mẹ em thì sống nội tâm nhiều hơn, ít nói chuyện ra ngoài lắm. Thì mà vợ em thì hay có gì nói đó, thì khác biệt là cái hệ tư tưởng á chị. Thì cũng dần dần nảy sinh mâu thuẫn từ đó. Nhớ có một lần bố mẹ chồng á cũng là hai đứa ra nói chuyện riêng, em thấy có dịp mà mình phải giải tỏa liền, mình nói liền cái quan niệm của mình, rồi cái cách mà mình đang suy nghĩ. Nhưng mà không ngờ thì bố chồng em quyết luôn là nét của gia đình là như vậy, nên là em cảm thấy bị sốc á. Cộng thêm anh á thì ban đầu là cũng chịu khó tâm sự với em, nhưng mà càng về sau anh càng im lặng, anh không có nói được cho em biết là giờ anh đang muốn như thế nào. Em cảm thấy mọi thứ nó cô lập á, buồn lắm. Thì hôm đó hai đứa cũng có một cái sự cố nhỏ nhỏ, mâu thuẫn nhỏ thôi, cái cãi nhau mà cãi mà từ lúc mà trước khi đó giờ anh chưa giờ nói câu là im đi. Mà bữa đó anh hét là im đi, cái không muốn tiếp tục nữa, em nói là nếu như mà không thể nữa thì thôi mình dừng đi. Luôn cái em kêu bây giờ xuống nói chuyện với mẹ đi. Ai ngờ đùng 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 đi xuống luôn. Thì mẹ chồng em khóc rất là nhiều, bản thân em thì em cũng thấy đau đớn nữa, mà cũng thấy có lỗi với bố mẹ nữa. Dạ bố với mẹ không biết nói làm sao hết, nhưng mà con hiểu được là bố mẹ rất là thương con. Thật sự làm con một người dâu được chiều chuộng rất là nhiều. Con đi kể chuyện với bạn bè thì đều nói là mẹ chồng là number one rồi. Nhưng mà tính con hơi ương bướng nên là phải ngại nói và tình cảm lắm. Nên là hôm nay nhân dịp là ở trên chương trình, nhưng mà trên TV như vậy, thì con muốn nói là mẹ con rất là thương mẹ. Với lại con nghe Dương kể rất là nhiều chuyện của mẹ và cái sự khó khăn của mẹ, con thấy nó là tấm gương để mình có thể cố gắng ở trong cái cuộc sống gia đình. Và hy vọng là sau chương trình này về, mẹ với con có thể nói chuyện được nhiều hơn, chia sẻ được nhiều hơn. Hy vọng là sẽ tốt hơn nữa. Con rất là muốn cho mẹ bé cháu rồi. Bố mẹ ơi, xin bố mẹ hiểu cho cái tình cảm của vợ chồng con trong cuộc sống hàng ngày. Những cái công việc mà tụi con làm chung với nhau đều là xuất phát từ sự yêu thương của tụi con. Thật sự là cũng mong bố mẹ hiểu và thương vợ con nhiều hơn. Em là Nguyễn Trọng Dương, bây giờ là 29 tuổi và hiện đang làm kỹ sư điện tử. Em là Thanh Hiền, 27 tuổi, em đang là chuyên viên tư vấn dinh dưỡng. Rồi, giờ hai em thì quen nhau trong trường hợp, trong một cái tình cờ nào? Thì lúc đó là em đang là năm 3, còn vợ em là năm 2. Thì trong một dịp hai trường giao lưu với nhau, thì em thấy một cô bé chạy giữa sân trường mà em không thấy mặt luôn, chỉ là thấy đằng sau lưng thôi. Mà mình có cảm giác rất là quen rồi. Thế lúc đó thì bạo dạn luôn, chạy tới làm quen luôn. Chứ ba phải có cái gì ấn tượng không? Thế giờ em hỏi là tại sao tự nhiên lúc đó liều lĩnh đi ra sân số điện thoại, và anh cũng vẫn nói là anh không biết tại sao nhìn cái lưng thôi mà vậy. Em mới nói là có khi nào giống trong mấy cái đoạn clip hài á, nhìn sau lưng thì tuyệt vời lắm, quay lại hết hồn không? Là sao? Anh kêu là cũng may là hồn cho nên mới xin số điện thoại. Cái ngày thứ ba thứ tư là em nhắn tin, em tỏ tình luôn rồi. Giống như là mình bị sách đắng luôn rồi anh. Dạ anh nhắn tin sao kể cho nghe. Nói chung là làm bạn gái của Dương nha vậy thôi. Rồi bên kia trả lời sao? Em nói là em có bạn trai rồi nên là không quen được. Lúc đó thì hắn ghê lắm, hắn mới lừa em, hắn nói vậy thôi cho Dương làm bạn, thôi không quen yêu thương nữa. Thì em cũng tin tưởng thật là coi như mình làm bạn đi. Đến khi nào thì em và bạn trai của em á là đổ vỡ và em mới cho anh này? Sau đó vài tháng. Mừng không em? Dạ mừng với anh. Mừng. Dạ mừng thôi, áp dụng thả câu đúng không? Dạ không, đó cũng thật sự là em giữ lời hứa của em là chỉ là làm bạn thôi. Tầm khoảng 6 đến 7 tháng sau thì dính. Bao lâu thì cưới em? Từ lúc quen tới cưới là 5 năm á chị. Bây giờ các em bé? Dạ chưa lấy, đâu ạ. Lấy nhau là 2 năm. Lấy nhau được 2 năm, quen nhau 5 năm. Là 7 năm. 7 năm rồi mà giờ chưa có em bé. Dạ. Đang có kế hoạch đúng không? Dạ thật ra thì tụi em cũng đang mong có. Đến với chương trình Vợ Chồng Son, sau đó về sẽ có em bé. Yeah. Chị đã tính nói chị suy nghĩ kỹ cho em luôn á. Anh Thuận thay mặt cho chương trình cũng như là cá nhân anh xin chúc cho cặp vợ chồng của em ngay sau chương trình này khi về nhà sẽ có một tin vui. Mà hả, trời ơi chị nói nghiêm túc luôn nè, vừa rồi có một cái cặp mà cô giáo hơn bạn đó 8 tuổi lận đó nha. Đến đây lúc đó cũng chưa có em bé nha, cô giáo cũng mong ghê gớm lắm, giờ có tin vui đó. Mới báo với chương trình luôn. Nói chung bây giờ chúc mừng đi, chúc mừng đi. Nhớ báo nha, có tin vui là báo liền nha. Báo liền nha, tại vì anh còn ngồi ở đây nữa là do cái lời chúc anh nó linh đó. Rồi tụi em đã định là có con vào năm thứ mấy sau khi cưới? Dạ tụi em tính là cưới để có con luôn. Là có con liền mà tới giờ này là chưa có. Dạ. Vậy chắc chắn là trong cái quá trình mà mình ở với nhau là nó sẽ có những cái lúc mà mình cảm thấy buồn đúng không? Dạ. Thậm chí là có những lúc mà em cảm giác em bị stress nữa. Em mới đợi nghĩ là tại mình, là do công việc nó stress thật. Nhưng mà cái mối quan hệ của em với gia đình chồng tốt không?
ban đầu thì không tốt lắm. Bây giờ thì may mắn lắm, nó cũng vừa mới tốt gần đây. Tại sao lại không tốt? Em nghĩ là do tính cách của em chưa hợp lắm với lại gia đình của bên nhà chồng em. Rồi thiệt tình là em không có khéo trong cái vấn đề bếp núc rồi nội trợ, em không có khéo. Thì cũng không có biết phải làm sao hết. Thì em mới nghĩ trong lòng là mình cứ về mình có làm sao mình sống như vậy. Thì bố mẹ thấy thì có thể uốn nắn từ từ. Rồi hai bên cùng cố gắng hòa hợp. Không có ngờ là khó quá. Tại vì bố mẹ thì ngại nói với con dâu, ngại á, nên cũng không nói, em cũng không nói, hai bên cứ không nói, dần dần cái không nói luôn. Thì nó... tính bố mẹ em thì sống nội tâm nhiều hơn, ít nói chuyện ra ngoài lắm. Thì mà vợ em thì hay có gì nói đó, nhưng khác biệt là cái hệ tư tưởng á chị. Thì cũng dần dần nảy sinh mâu thuẫn từ đó. Rồi rồi có những lúc nào mà gần như hai bạn muốn muốn đổ vỡ vì cái vấn đề mà hiểu lầm đó không? Dạ có. Rồi vì sao mà các bạn vẫn còn có thể ở bên nhau tới bây giờ? Cũng may mắn lắm là nhờ tham gia chương trình của mình đó chị. Em nhớ có một lần bố mẹ chồng á cũng gọi hai đứa ra nói chuyện riêng. Em thấy em có dịp mà mình phải giải tỏa liền, mình nói liền cái quan niệm của mình rồi cái cách mà mình đang suy nghĩ. Nhưng mà không ngờ thì bố chồng em quyết luôn là nếp của gia đình là như vậy. Nên là em cảm thấy bị sốc á. Cộng thêm anh á thì ban đầu là cũng chịu khó tâm sự với em, nhưng mà càng về sau anh càng im lặng. Anh không có nói được cho em biết là giờ anh đang muốn như thế nào. Em cảm thấy mọi thứ nó cô lập á, buồn lắm. Thì hôm đó hai đứa cũng có một cái sự cố nhỏ nhỏ, mâu thuẫn nhỏ thôi. Cái cãi nhau mà cãi mà từ lúc mà trước khi đó đến giờ anh chưa giờ nói câu là im đi. Mà bữa đó anh hét là im đi. Cái không muốn tiếp tục nữa, em nói là nếu như mà không thể nữa thì thôi mình dừng đi. Luôn. Cái em kêu vậy giờ xuống nói chuyện với mẹ đi. Ai ngờ đùng 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 đi xuống luôn. Thì mẹ chồng em khóc rất là nhiều. Bản thân em thì em cũng thấy đau đớn nữa, mà cũng thấy có lỗi với bố mẹ nữa. Lúc đó em mới thấy là bố mẹ chồng tính ra thương mình lắm. Tại mình không hiểu thôi. Rồi không biết cách nào để nói chuyện lại hết. Để cái lúc mà tham gia chương trình của mình á thì em có làm cái bảng câu hỏi trả lời á. Lúc đó mới suy nghĩ rất là mong muốn là mình có thể quay trở lại từ cái hồi mà mình mới về gặp bố mẹ chồng, để có thể nói chuyện được với nhau rồi thương yêu nhau, và hy vọng là bố mẹ có thể hiểu em được là tính em nó chỉ như thế thôi, nhưng mà đang rất là muốn được làm con trong nhà. Thay vì nãy giờ em đang ngồi nói là em muốn quay lại từ đầu để mà mới bước vào nhà để mà nói chuyện với bố mẹ chồng em, thì bây giờ em có muốn thông qua chương trình này em gửi một lời nói trực tiếp về bố mẹ chồng của em hiểu không? Dạ có. Bố mẹ có biết là tụi em tham gia chương trình này không? Dạ không, em giữ bí mật. Đây em hãy nhìn vào màn hình này. Dạ bố với mẹ con không biết nói làm sao hết, nhưng mà con hiểu được là bố mẹ rất là thương con. Thật sự là con là một người con dâu được chiều chuộng rất là nhiều. Con đi kể chuyện với bạn bè ấy, thì đều nói là mẹ chồng là number one rồi. Nhưng mà tính con hơi ương bướng nên là phải lại ngại nói và tình cảm lắm. Nên là hôm nay nhân dịp là ở trên chương trình nhưng mà trên TV như vậy, thì con muốn nói là mẹ con rất là thương mẹ. Với lại con nghe anh Dương kể rất là nhiều chuyện của mẹ và cái sự khó khăn của mẹ. Con thấy nó là tấm gương để mình có thể cố gắng ở trong cái cuộc sống gia đình. Và hy vọng là sau chương trình này về, mẹ với con có thể nói chuyện được nhiều hơn, chia sẻ được nhiều hơn. Hy vọng là sẽ tốt hơn nữa. Con rất là muốn cho mẹ bế cháu rồi. Dương nói cái gì với bố mẹ đi. Bố mẹ ơi, xin bố mẹ hiểu cho cái tình cảm của vợ chồng con trong cuộc sống hàng ngày. Những cái công việc mà tụi con làm chung với nhau đều là xuất phát từ sự yêu thương của tụi con. Thật sự là cũng mong bố mẹ hiểu và thương vợ con nhiều hơn. Em nói đi. Dạ, em nói đi. Có một cái muốn nói á, là hôm lúc mà em trai chồng á, là Lon á, có mở cái quán nướng. Thì hôm mà dọn dẹp xong mà 12 giờ đêm, chỉ có gia đình mình dọn thôi, rất là mệt, rất là đuối rồi, ai cũng bơ phờ hết. Nhưng mà con thấy bố cười rất là hạnh phúc, sảng khoái và la to lên là ha ha ha, quán ăn gia đình như vậy. Thì con cảm thấy là lúc đó là cái lúc mà bố với mẹ vui nhất. Nên con rất là muốn là gia đình mình sẽ có nhiều hơn những cái khoảnh khắc như vậy. Bây giờ chị muốn hỏi là em có cái mong muốn gì về sự thay đổi của Dương trong cuộc sống gia đình không? Dạ ngay giờ phút này á, tụi em có thể trao đổi một cách rất là thành thật với nhau đó. Tại vì chị nghĩ cái chiều hướng nó đang quá tốt đẹp, thì hai vợ chồng á, tâm sự với nhau đi. Em chỉ hy vọng là được hiểu nhiều hơn và anh bớt vô tâm đi. Những cái lúc mà em nóng giận lên á, thật ra chỉ vì là em cảm thấy mình bị lơ đi, bị bơ đi và không có mình cái cảm chỗ thấy nào. Bị cô đơn quá. Dạ, đúng không? Cảm giác rất là cô đơn luôn. Thì em chỉ hy vọng là anh có thể dịu dàng lại một chút và bỏ bớt những cái thú vui nhẹ nhỏ của anh, ví dụ như là về bỏ bớt điện thoại qua một bên, lắng nghe mà lắng nghe thật sự. Em chỉ hy vọng được như vậy thôi. Còn Dư cũng mong vợ sẽ bớt nóng tính. Cái cơn nóng của em á nó cỡ nào á, em tâm sự thật cho chị biết đi. Cơn của em nó khủng khiếp lắm, bản thân em cũng không muốn nhớ những khoảnh khắc đó luôn. Cái thời điểm đó nó là cách đây bao lâu? Chưa được năm.
Tức là cái chuyện xảy ra cách đây là khoảng một năm đúng không? Dạ. Chị thấy như vậy nè, Dương, cái trường hợp của vợ em á, thì á, cái yếu tố tâm lý rất là cần thiết. Đó thì em gọi là em chủ động em giúp đỡ vợ em. Có nghĩa là em cảm nhận được vợ em sắp sửa có những hiện tượng như vậy, hoặc là có những cái việc xảy ra để cô ấy sẽ bị như vậy thì mình né bớt. Và cái điều mà làm cho vợ em bớt đi những cái việc đó là sao? Là em đừng bao giờ để vợ em cô đơn trong cái ngôi nhà mà cô ấy đang ở. Thì tụi em tin chị đi. Lúc đó em có em bé, lúc nào em không biết luôn. Tại vì sao? Cái nam tính trong em nó bớt đi, em nữ tính. Cái sự cân bằng á là lúc á nó mới có thể có con được. Ở đây nó hoàn toàn chưa có được là do yếu tố tinh thần, yếu tố tâm lý. Vì anh này bây giờ anh đang khép lại rồi. Em hiểu không? Và bản thân em cũng vậy. Em không đủ cái thoải mái để em tiếp nhận một cái gì để nó tạo thành một cái đơm hoa kết trái được. Chị Vân nói đúng á. Dạ gần đây em cũng cảm nhận giống như vậy. Bây giờ tụi em chỉ cần một việc thôi, là khi tụi em có một đứa con là tất cả mọi cái nó xóa đi hết. Tại vì thực ra cái cội nguồn ở đây là tụi em chưa có một cái điểm chung. Cái điểm chung đó là cái đứa nhỏ thôi. Em cố gắng em hạ cái cơn của em xuống. Thì bây giờ em tiếp lửa cho vợ em bằng cách đừng bao giờ để cô ấy bị cô đơn nữa. Rồi bên này thì khép lại chút xíu, mà bên này bung ra chút xíu. Thấy không? Rồi, cảm ơn. Chị cảm ơn. Dạ, em tên là Nguyễn Phạm Kim Trung, là giáo viên dạy cấp 2 ở Phú Giáo Bình Dương. Còn em? Dạ, em tự giới thiệu là tên là Dương Vương, năm nay 24 tuổi, cũng là giáo viên tiếng Anh ở Phú Giáo luôn. Tức là hai bạn này là coi như các bạn sáng nay là từ Bình Dương lên. Dạ, dạ, từ Bình Dương lên. Dạ. Quý hóa quả cho một tràng pháo tay nào. Ôi, thay mặt chương trình, cảm ơn hai vợ chồng em rất là nhiều. Hy vọng là trong cái buổi tiếp xúc này chúng ta sẽ có một cái buổi trò chuyện rất là thú vị và rút ra nhiều những cái kinh nghiệm cho các cặp vợ chồng son khác. Thuận à, hình như là các cặp vợ chồng ở xa lên đây á, thì ekip của mình là lo chỗ ăn chỗ ở cho các đúng vậy. Bạn đúng không? Có đầy đủ hết quý vị. Các cặp vợ chồng từ phương xa khi mà đến tham dự chương trình Vợ Chồng Son thì chương trình sẽ hỗ trợ cho quý vị làm nơi ăn chốn ở đó. Rồi bây giờ hai em giới thiệu cho tụi anh biết. Chắc là hai em là đi dạy chung trường và gặp nhau và yêu nhau đúng không? Dạ không, vợ ở đầu xóm, em ở cuối xóm. Biết nhau là nhà có đạo á. Thì cũng đi học giáo lý chung, đi lễ chung. Rồi sau đó thì học lớp 1 chung với nhau nữa. Và cũng biết nhau từ đó cho tới học đại học thì cũng học chung trường. Có một cái bài cũng học chung luôn. Trong văn chương ta gọi là thanh mai trúc mã. Rồi sao? Ai để ý ai trước? Dạ hồi đó thì cũng con nít thôi, thấy con vợ thì cứ tròn tròn bụng mỉm cũng dễ thương lắm. Hồi mấy anh họ thì thấy vợ dễ thương nó thôi mày ghẹ mày thích nó đi. Thế là mấy anh cũng chỉ cho cái lớp mấy lớp mấy? Của lớp 1 luôn á. À. Lúc đó bạn này có thích bạn này không? Dạ ghét lắm. Trời ghét, ghét căm thù luôn đó. Căm thù luôn, căm thù luôn. Bạn này căm thù bạn này. Tại vì bạn này hay nghịch bậy đó. Nghịch bậy là sao? Hồi năm lớp 1 á thì mẹ chở đi về bằng xe đạp á. Lúc đó là em mang một cái đầm, xong rồi có cái nơ ở đằng sau á, bạn này mới là đuổi theo. Đi cái nơ đó là em rớt luôn xuống đất. Trời ơi, bạn thích gì ta mà bạn làm những hành động mà nó bạo lực dữ vậy bạn? Nhiều lần lắm, rồi thêm một lần nữa là đang đi trong sân trường là ướt nguyên cái sọc rác trong đầu em. Trời ơi, cái bạo lực mà còn dơ bẩn. Nói chung là cái mối tình của các bạn rất là thú vị ha. Đến khi nào thì em mới theo đuổi mà cua cô này một cách nghiêm túc? Trong là từ năm lớp 8 á là đã biết thư rồi. Biết trong lá thư đó là mình chắc chắn mình sẽ cua được bạn. Ờ vậy đó hả? Nói vậy đó. Rồi còn hung á thì bạn nào hung bạn nào trước? Hung thì tới hè năm lớp 11 lận. Mấy đứa anh em á thì đi tập thể dục buổi sáng, năm mấy thì đi trong cái con hẻm. Cái anh chị ở đằng sau chạy lại cái nắm đầu và lại không phải chạy mất tiêu. Mấy em diễn tả là anh không hình dung được đó. Vậy diễn tả gì vậy? Đang chạy quá. Dạ. Nhưng mà nè, khi mà ở cái độ tuổi đó tụi em yêu nhau vậy thì gia đình có biết không? Em biết thư là hai gia đình đã biết rồi. Hồi nhỏ là hay nghịch dại cho nên là ba mẹ không có thích. Nên là cấm. Với lại lúc đó cũng đang còn nhỏ nữa. Rồi bên gia đình em thì sao? Cũng nói học không là học mà thương gì. Rồi sau khi tụi em học đại học thì cái tình yêu là như thế nào? Thì cứ mướn nhà trọ thì hai phòng đối diện nhau. Từ đó những hàng xóm gì đó thì cứ qua lại nấu cơm rồi ăn chung, rồi ai bệnh tật thì kia thì qua giúp, thì từ đó tình cảm nó mới lớn dần lên. Yêu bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ 10 năm. Chắc chắn là trong cái giai đoạn mà đám cưới thì chắc không có gì khó khăn đối với các em đúng không? Cái đó vợ kể vậy. Chung kể chung. Là cái thời gian mà còn nửa năm nữa là đám cưới á. Cái lần đó là ảnh tới nhà em chơi, cái vô tình là mình bật điện thoại của ảnh lên, bật mạng lên thì tin nhắn của cái cô đó đến mà gọi anh này là ông xã. Trời ơi rồi. Thì lúc đầu là anh cũng hùng hổ lắm. Như kiểu là anh đây là vô tội, không có đúng gì rồi, gì hết. Đúng rồi mà. Nói chung là em không biết nói gì luôn. Quyết định là em đòi chia tay với anh này. Em không rồi em làm gì để níu lại? Cái bà xã giận lên, bà xã khóc quá trời luôn, thì cứ năn nỉ rồi hủy Facebook của bạn kia rồi xóa xóa, nói chung là không còn một cái dấu tích gì của bạn nữa. Rồi hết trơn á. Kể từ đó về cho đến khi đám cưới luôn là không bao giờ là ảnh không còn cái thói đó nữa đúng không? Dạ là hiền luôn rồi đó. Làm gì có hiền không? Anh thích nói chuyện với con gái không? Nói chung là bạn này có cái tật là ga lăng với gái.
thích chát chít với con gái. Thì đâu có chuyện gì để chát với con trai. Con trai đâu có chuyện được, con trai. Đúng rồi. Tại vì em không có nhậu. Mình mấy lần mình không nhậu nó không có gọi được, nó trời không gọi nữa. Thương quá. Đó thì cứ bên cái gái là ăn. Thành ra là cái này nó ngang theo em thì. Anh nghĩ là nếu mà không ai đi chơi với con trai á, không có nhậu được thì thôi nên với con gái. Nó dễ hơn. Cái này nguy hiểm lắm. Con gái chuyện nhỏ nhặt nguy hiểm hơn nữa. Thôi giờ coi như cái chuyện đó là coi như dĩ nhiên phải qua hết rồi tất cả thì hai đứa mới thành vợ thành chồng được, đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ anh hỏi nè, sau khi mà cưới nhau về, ông này ổng có lòi mấy cái tính xấu không? Bê bối hơn lúc mình quen. Bê bối hả? Dạ, lúc mà hồi mới quen á thì ủi đồ á là vẫy vẫy nước lên, ủi thiệt thẳng như là cái ly quần nó thẳng còn hơn là con gái ủi nữa. Thì em nói sao mà cái anh này kỹ biết mốt về ở nổi không? Vậy mà tới khi mà lấy về rồi, ôi trời ơi. Bảo là sao bây giờ anh lấy vợ rồi anh bê bối anh khác quá nữa. Chứ anh gọn gàng sạch sẽ quá rồi gái nó nhìn em lại lo. Rõ ràng, cái đó rõ ràng luôn. Ra đường mà mình chạy trước mình đẹp quá rồi mất công á, gái nó dòm mình bậm ghen nữa. Đúng rồi. Thôi cứ bình thường thôi được rồi. Đẹp trai quá mà. Đó là bê bối rồi còn gì nữa nè. Lén vợ đi coi phim kêu là anh đi đăng ký thi tiếng Anh xong rồi vậy cái là rủ cái cô đồng nghiệp đi coi phim luôn. Trong khi vợ ở nhà không đủ đi. Wow. Ủa thì ta xuống thành phố ta đăng ký gì hai thì thư ký ở trung tâm nói chị với mình thì đi đăng ký về sớm không phải về liền. Thì thôi mà đi. Cô đi, đó bữa đó đi làm mà. Đi làm đâu ta xin nghỉ rồi. Cô đó đi làm anh kêu người ta xin nghỉ đi đi coi phim với anh mà. Trời ơi. Rõ ràng là vậy mà. Thì rồi thì đăng ký xong nghỉ cứ có làm gì đâu. Trời ơi. Anh nghĩ là chồng em thuộc tiếp người đàn ông coi như là dễ bị sa ngã, dễ sa ngã đúng không? Cho nên là cũng ga lăng nữa đúng không? Có ga lăng không? Ga lăng quá mức quy định luôn. Quá mức là sao? Có một lần đó là chở em đi bằng xe máy á thì đang đi cái tự nhiên gặp cái cô kia xe bị chết máy gì đó. Hắn xe là cái két gì cái xong cái lao xuống giúp người ta luôn còn vợ kệ. Rồi cô đó đẹp không? Dạ không. À cô đó không đẹp bình thường à. Cô đó bình thường. Tại tính ảnh là vậy. À nếu vậy thì giúp người thôi, thấy ai bị gì là em giúp bà, ai hết xăng ngoài đường là em dừng là em đẩy xe tới à. Giúp nhưng mà không dừng ai. Không, tính vậy thì tốt. Chỉ có cái vụ đi coi phim á thì hơi có cái gì cấn chút thôi ha. Còn ngoài ra thì sao? Không đi coi phim mà chứ đâu có gì đâu, đi coi phim thôi. Ngoài ra thì ở nhà có gia trưởng có ăn hiếp vợ không? Nó ngược lại dạ, cũng có. Thôi ngược lại cho anh kể cũng đó. Có gia trưởng anh đừng cãi. Rồi giờ em sao Dương Vương? Mà xã thấy hiền vậy á, thật nhất không có hiền lắm. À, có một lần là nhớ nhất luôn á là em với lại em ruột của vợ em á là cũng học ở giới luôn là hai anh em chơi chung. Cái là mỗi lần nó chọc tức vợ cái em cũng hay chọc vợ vừa khóc chọc tiếp cho khóc thêm gì đó, cầm ghế cầm đồ quăng thẳng xuống dưới hai anh em chạy ra ngoài cửa luôn giọt luôn ở đó luôn. Ghế đó cái mũ hay cái cây vậy? Ghế mà ghế nhựa đó, cái nhựa mình cái đậu mình là phang đùng xuống vậy, bao nhiêu cái thùng laptop này kia là quăng sạc xuống hăng hết vậy đó. Trời em hiền dữ vậy đó. Dạ hiền lắm anh, nói chung em thấy giờ em hiền dữ lắm luôn. Đến nỗi hai anh em mà chạy vô toilet đóng cửa lại luôn, khi nào mà hết đồng tỉnh mở ra chạy dù ra khỏi cửa nhà đi luôn, hai đi luôn đó, tao phát thân luôn. Bây giờ còn không có bạo lực nữa nhưng tối về là dạ vậy không à, thương quá à. Nói chung mỗi lần em khóc lên em dữ dằn lắm á chung. Mà sao anh nói không, anh lợi cái em đánh anh em khóc thì em không có nói gì hết, nhưng mà nếu mà anh cứ nói thêm vô khi mà em tức thì em mới vậy thôi. Thì khóc thì nhưng mà mình nói thì lại tức lên quýnh thêm thôi im luôn. Anh có cái tật á là mới vừa nói một hai câu bắt đầu trợn mắt lên xong rồi nạt nộ em cho nên là em mới tức thôi. Ủa trời, tật là hay nạt dạ. Em lắm. Em làm giáo viên mà em dạy môn quân sự không sao vậy? Là không, chỉ có em dạy môn vợ gì? Thôi à. Em dạy môn tiếng Anh. Dạ. Trợn mắt với vợ nhưng mà ngọt ngào với lại con gái. Còn em trong trường em dạy môn dạ, gì? Dạ môn ngữ văn. Lãng mạn lắm phải không cưng? Dạ đúng rồi. Vợ em có lãng mạn không? Dạ, có lãng mạn không? Có sao không? Ờ, có nữa, có gì kể ra luôn đi. Bây giờ muốn lãng mạn cũng đâu có được đâu, anh này anh khô quá, như gạch ngói vậy đó. Quen nhau bao nhiêu năm mà có đúng một lần tặng hoa cho em thôi. Đó là lần nào? Lần duy nhất là đó lần 10. Và cho đến bây giờ luôn vẫn chưa tặng em một bó hoa. Dạ đúng rồi đó. Tại sao em không tặng tiếp nữa? Không phải mà suy nghĩ tặng hoa về thấy để là cầm hửi thơm thì em phải bữa sau cái nó khô cái quăng bỏ là cái tình cảm để trọng cái thành quăng tình cảm mình giọt sọt rác. Thế thôi vẫn mua áo quần gì hay mua quà tặng đi nó thật hơn. Nhưng mà chị hỏi này, em có biết là vợ em thích hoa không? Chắc cũng biết đó, nhưng mà sau lúc đại học thì vợ không thích hoa nữa phải không? Chứ thấy ai bán hoa nó thôi không mua đâu tốn lắm. Dạ bộ ăn nói đi. Vậy có ảnh sao thôi á. Em không biết mua. Cái bài mà của Phương Thảo Ngọc Lễ hả? Con gái nói có là không cũng thật thiệt lòng ấy, cũng thiệt tình lắm, nghe nó không là không à. Trời ơi, nhưng mà bây giờ bữa nay em có đặt, em có hiểu được là vợ em rất là thích hoa không? Dạ dạ hiểu em, rồi. Em nếu như bây giờ cho em một điều ước, em ước gì? Có khi nào em ước trời giá như bây giờ chồng mình tặng mình một bó hoa, em ước thử. Có ước gì đó. Thì ước đi, thì ước đi. Anh nghĩ chút nữa ước đi. Bây giờ mình nói giờ chuyện chia sẻ tại vì đúng rồi. Đó tới tội nghiệp không? Nói giờ ước biết không có rồi kìa. Giờ ước không có đâu. Thế xíu một hiện lên mà. Rồi. Nè nghe. Nè cho em bó hoa. Thối mà. Để cho em hoa từ. Đâu em thích hoa tươi, không thích hoa này. Vô đây tôi chỉ cho. Vô đây nè.
Vô đây, nghe. Thôi, em nhắm mắt lại đi. Anh bạn em, đúng rồi. Trước tiên thì Quốc Thượng muốn nói là đây là bó hoa không phải là của chương trình chuẩn bị trước bó hoa này để cho Như Vương, mà đây đó là một bó hoa của chính Vương. Lần từ lúc quen nhau giờ tặng một bó hoa anh thôi, thì vợ cũng nói nhiều lần như vậy thì cũng thấm ra là thôi nhân dịp chương trình này thì chồng cũng mua một bó hoa tặng cho vợ. Sau đây thì sao? Không phải là hai lần mà sẽ là nhiều lần nữa. Đúng rồi. Vợ nói điều gì với chồng đi. Nói chung là hôm nay em rất là bất ngờ với cái bó hoa này. Thì cũng cảm ơn chồng và mong là từ giờ cho đến suốt đời sẽ có nhiều bó hoa giống vậy. Giờ lãng mạn quá. Làm gì mới đi kìa chồng. Trời ơi. Để bày tỏ tình cảm của chồng nói vợ thì chồng sẽ tặng hoa. Không, ta mà không hôn lại hết trơn á. Đó, nó chưa giận á, giận á. Này là gài kèo. Hy vọng rằng cái nụ hôn này nó không chỉ xảy ra, không diễn ra ở trên sân khấu này, mà nó sẽ còn tiếp diễn hàng ngày của Trung và Vương. Và thay mặt chương trình, chúng tôi xin chúc cho cặp vợ chồng của bạn sẽ mãi mãi yêu thương nhau bền bỉ như hôm nay. Cảm ơn tụi em. Trời ơi, một hình ảnh quá là xúc động. Xin chào hai bạn. Tôi xin thay mặt cho chương trình rất cảm ơn hai vợ chồng bạn, nhất là cô dâu, hôm nay đã đến với trường quay của vợ chồng Son. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Thảo Phương. Năm nay em 34 tuổi. Rồi, còn em? Em tên là Minh Trí. Năm nay em được 29 tuổi. Hiện tại em đang làm tài xế dịch vụ motorbike taxi của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DID. Rồi, cơ duyên khiến hai bạn gặp nhau. Cách đây gần 9 năm, đúng vào cái ngày 8 tháng 10 là ngày sinh nhật của bà xã, thì em nghe được cái bài chia sẻ về cuộc sống như đời thường trên sóng phát thanh á. Thì nghe qua những cái câu chuyện mà bà xã chia sẻ thì em cảm thấy xúc động khi cô ấy chia sẻ về những cái khó khăn khi mà cô ấy lúc đó là cô ấy bị khuyết tật. Mặc dù bị khuyết tật nhưng mà cô ấy vẫn sống tốt, vẫn có nghị lực, biết vươn lên trong cuộc sống. Em quyết định viết thư làm quen. Cũng khoảng 5 năm thì lúc đó mới biết mặt nhau. Lý do tại sao em lại bị như vậy? Dạ, em bị tai nạn năm 17 tuổi. Thì lúc đó... đó em cũng không muốn tiếp xúc dài nữa. Thì lúc đó làm bạn nghe radio mỗi ngày. Rồi em nghe nhiều bạn chia sẻ là họ mặc cảm, họ không được có đầy đủ điều kiện, hoặc là họ không đẹp, không cao, thế này thế kia. Thì em mới nghĩ lại là tại sao họ đương có một cái sức khỏe, một cái thân hình rất là khỏe mạnh mà họ không biết trân trọng cái điều đó. Khi mà nhìn lên thì có thể họ không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì họ hơn rất là nhiều người. Thì chính vì điều đó em viết cái bài chia sẻ của mình, là cái điều quan trọng nhất á, không phải là những cái vật chất bên ngoài, mà cái tinh thần và tình cảm, sức khỏe của mình. Mình làm được những gì mình có thể để bớt đi một phần nào đó gánh nặng hay là nỗi lo lắng của cha mẹ, thì cái điều đó nó sẽ quý hơn. Và chính từ cái thông điệp đó mà em quyết định em làm quen với bà xã em, đúng không? Dạ. Nói chuyện được vài lần thì mới hẹn gặp mặt. Thì cái ấn tượng của em lúc gặp mặt bà xã là sao? Có một chút mến mến. Cái xạo. Trước... xạo liền. Trước đó 2 năm là đã ngỏ lời một lần rồi, bị từ chối muộn hàng rồi. Cho nên bị quê đúng không? Dạ, chỉ giữ lại tình bạn thôi. Rồi đến lúc nào thì mới ngỏ lời là yêu thương cô này? Khoảng một tuần sau thì em mới ngỏ lời. Chắc chắn là em phải thử thách anh này rất nhiều đúng không? Dạ đúng. Trong quá trình quen nhau, lúc đó là em ở chung cư lầu 3. Mỗi lần bạn này qua chơi thì phải đi lên lầu 3. Rồi muốn chở em đi chơi thì phải cõng xuống. Đi bộ từ nhà em mà qua trung tâm DD cũng cỡ 3-4 cây số. Là bạn đẩy bộ đi, dạ. Thử thách trong bao lâu? Cỡ nửa năm, năm gì đó. Mà bạn ấy vẫn kiên nhẫn. Dạ. Thời gian đó bế có nặng không? Thấy nó nhẹ lắm, nhưng mà giờ thấy nặng. Trời ơi. Ủa, vậy giờ hỏi nè, nãy bế rồi có nặng không? Giỡn chơi thôi chứ bế cả cuộc đời mà. Ồ, có nặng cũng phải bế. À. Rồi trong vòng nửa năm đó là em chấp nhận đồng ý. Dạ, tại vì khi mà tham gia sinh hoạt ở trung tâm với các bạn khuyết tật khác thì em nhìn cái cách thái độ của bạn tiếp xúc với bạn những bạn khuyết tật khác như thế nào. Tại vì trong khi mà gặp em thì bạn nói em là người khuyết tật đầu tiên bạn tiếp xúc, thì em mới rủ đi tham gia thì thái độ với một cách rất là nhẹ nhàng, rất là bình thường và vui vẻ, nhiệt tình với mọi người. Thì lúc đó em cũng cảm thấy cái này cũng được. Đó là trung tâm gì em?
trung tâm khuyết tật và phát triển DRD. Ở nơi đó thì là một cái nơi để mà mình tham gia sinh hoạt, nơi giúp mà người khuyết tật để phát triển. Chẳng hạn như là ở đó thì có những cái mô hình sống độc lập dành cho người khuyết tật, rồi câu lạc bộ phụ nữ, rồi bên dự án thanh niên hỗ trợ. Ví dụ mà các bạn mà khuyết tật đó muốn đi học cao lên mà không có điều kiện hoặc là gặp khó khăn gì đó thì ở đó có thể hỗ trợ một phần nào đó. Các mặt khác nhau không phải là về tiền bạc không, chẳng hạn như là có một cái trường nào đó thì họ có giới thiệu việc làm cho mình khi mà mình đi ra trường thì đó sẽ giới thiệu cho mình. Tức là nơi đó không phải là nơi để chữa bệnh mà nơi là một giống như một cái câu lạc bộ dành cho những người khuyết tật. Họ đến họ tham gia và họ có thể tìm kiếm những cơ hội về công việc. Dạ, về công việc rồi về những cái kỹ năng cho mình. Kỹ năng rồi thậm chí là giao lưu về tình cảm nữa đúng không? Đúng. Kết bạn bốn phương. Theo chị thấy thì đây là một cái mô hình rất là hữu ích và cần thiết. Thì hiện tại là đang có một cái mô hình gọi là dịch vụ hỗ trợ xe ba bánh. Thì cái dịch vụ đó là hỗ trợ các bạn khuyết tật có thể là điện thoại tới tổng đài đăng ký đi học, đi làm, đi khám chữa bệnh chẳng hạn, tài xế sẽ tới rước hỗ trợ đưa đến. Coi như là ông xã đang làm cái công việc đó. Mình đến đó thì là mình có phải mất tiền để mà mình tham gia vào? Dạ không, các anh chị ở đó rất là dễ thương, rất là nhiệt tình, giống như một ngôi nhà vậy. Thì khi đến đó cảm giác mọi người cảm thấy rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Ồ, vậy là địa chỉ là ở đâu em? Địa chỉ của trung tâm DID là ở đường số 7, khu tái định cư Thủ Thiêm, quận 2. Đường số 7, khu tái định cư Thủ Thiêm, quận 2. Đường số 7, khu tái định cư Thủ Thiêm, quận 2. Thông qua cái chương trình này thì những bạn nào mà có những cái hoàn cảnh giống như là Thảo Phương đây á, thì các bạn có thể đến trung tâm đó để mà chia sẻ và học tập những cái kỹ năng mà những người khuyết tật mà mình còn có những cái khó khăn. Nếu mà các bạn nào mà gia đình không có người mà đưa đón được á, thì các bạn có thể điện thoại để mà trung tâm hỗ trợ xe. Mà hỏi bạn chồng chút xíu nè, trong thời gian thử thách nửa năm á, mà bồng lên bồng xuống từ lầu 1 tới lầu 3 rồi đi bộ xuống, có bao giờ mà bạn chồng suy nghĩ là bỏ cuộc không? Không có suy nghĩ bỏ cuộc, nhưng mà cảm thấy hơi nản. Có nản đúng không? Làm khó em quá. Nhưng mà bạn chồng biết là đang thử thách hả hay sao? Em biết rõ là đang thử thách em luôn, nhưng mà em lì lắm, em làm gì là em phải làm cho tới. Nản là nản, cái vấn đề là mình biết mình đang bị thử thách thôi đúng không? Chứ không phải là nản là nản với cái tình yêu này đúng không? Dạ. Thế thì là vượt qua thử thách rồi, vậy thì cho đến cái ngày cưới liệu có cái gì khó khăn cản trở nữa không? Thì lúc đó em cũng gặp trở ngại rất là lớn từ phía gia đình. Gia đình em? Khi mà biết em quen Thảo Phương lúc đó thì gia đình cũng phản đối. Thì nói mày cưới nó về rồi nó có làm được cái gì đâu. Bản thân nó như vậy về mày chỉ nuôi nó suốt đời thôi. Rồi em nói là sao? Em chỉ buồn thôi chứ em không có biết giải thích gì hết á. Mà đó là gia đình em cản chứ còn gia đình Phương tại sao lại cản? Lúc đó gia đình em nghĩ là một người như em bị như vậy á thì người ta chỉ chơi quen chơi qua đường thôi hoặc là lợi dụng thôi. Tại vì những người mà không khuyết tật á thì còn bị chồng đánh đập hành hạ bỏ lên bỏ xuống nữa. Thì huống gì một người khuyết tật như em mà lấy một người không khuyết tật như vậy á thì làm gì có tình yêu thật sự, chỉ là sự thương hại nhất thời thôi. Chứ không có lâu dài đâu, nên là kêu em đừng có suy nghĩ, đừng có ảo tưởng về chuyện đó nữa. Nhưng em thì em nghĩ như vậy. Tại em tin vào những cái điều mà người ta dành cho mình. Và cái giác quan em, cái những cái điều mà em cảm nhận ở nãy em tin ở điều đó. Và bây giờ là đúng, giác quan của em hoàn toàn chính xác. Chúc mừng em. Thế còn em, anh vẫn muốn hỏi là em làm như thế nào để vượt qua những cái rào cản của gia đình em? Thì lúc đó là em cùng bà xã đi tham gia sinh hoạt ở bên trung tâm khuyết tật và phát triển DID á. Thì ở bên đó cũng có nhiều bạn bè ủng hộ rồi cũng động viên tụi em nhiều. Thì từ đó mà em có được cái động lực. Sau một năm thuyết phục thì gia đình đồng ý. Còn cái ngày mà em dắt bạn này về ra mắt gia đình em á, em có thể chia sẻ cái ngày hôm đó cho anh tụi chị nghe không? Là lúc đầu á là nói là cho về là chỉ giới thiệu là chị nuôi của em. Nhưng mà sau về rồi khi mà tiếp xúc được với Thảo Phương á thì ba mẹ là rất là thích, ai hỏi ba mẹ giới thiệu luôn là con dâu. Vậy đó hả? Rồi sau đó là cưới luôn. Sau đó thì thời gian sau thì cưới. Cái lần về định mệnh đó là lúc đầu là gia đình không có đồng ý và bên nhà em cũng không có cho em về. Anh cũng nói thôi em đừng có về. Đó thì em cũng phải đắn đo lắm, tại em nói đây là lần về mà quyết định là mình có đến được với nhau hay không. Tại vì nó là thử thách, bước qua được thì mình sẽ bước được những cái con đường kế tiếp, còn nếu không là bỏ cuộc luôn. Giống như nó là định mệnh đó. Dạ đúng rồi. Khi em về thì gia đình đã thay đổi hoàn toàn. Lý do tại sao? Những công việc mà gia đình làm á thì tuy em không đi lại được nhưng mà em ngồi ở đó, em có thể làm bằng tay của mình. Thì lúc đó là họ mới nghĩ là một người khuyết tật như em thì vẫn có thể làm được nhiều việc. Chỉ có điều là bất tiện cái sự đi lại thôi. Happy end quá rồi. Rồi sau đó là hai bạn lấy nhau. Dạ. Hôm nay hai em đến đây thì có bạn nào đi cùng không? Dạ có. Dạ có bạn bè và cũng có người thân.
Dạ đồng nghiệp ạ. Có đồng nghiệp. Đồng nghiệp, đồng nghiệp. À, đồng nghiệp của anh chị. Đồng nghiệp, rồi. Các bạn đó cũng là khuyết tật nhưng mà vẫn có thể làm tài xế xe ba bánh hỗ trợ các bạn khuyết tật khác. À rồi, trời ơi chào các bạn. Xin chào các bạn. Ôi nói chung là vui ha, có bạn bè mình đi theo ủng hộ mình. Anh hỏi là tụi em đã lấy nhau bao lâu rồi? Dạ 2 năm. 2 năm. Ôi có em bé chưa? Dạ chưa. Giờ ai cũng hỏi là hai đứa có tin vui gì chưa, nó dạ chưa. Hỏi sao vậy, nó hai đứa lo chưa xong, có em nhỏ hay sao lo? Mong muốn có không? Dạ muốn có. Sao không có đi? Tại vì giờ tụi em mướn một cái phòng mấy chị em ở chung, cái phòng 6 người, ai chồng ngủ sắp. Em thường mọi người hỏi trời ơi vợ chồng còn trẻ mà ngủ vậy sao, nó chị không sao đâu, coi như là bạn ngủ chung cho vui vậy á. Trời coi như được. Là bạn bè ngủ chung giường với nhau. Bây giờ tụi em đang ở đâu vậy? Dạ trên đường Sư Văn Hạnh. Chỗ đó thì chỗ đó chỗ mướn chỗ hơi mắc phải không? Dạ không, chị chỗ nhà cũng rất là tốt, chị lấy một phần giá nào đó. Không, nhưng mà bây giờ đang muốn là ở riêng kìa, còn đương nhiên một phần giá mà 6 con người ở chung thì đương nhiên là nó sẽ giảm bớt chi phí rồi, nhưng mà bây giờ mình là vợ chồng trẻ mình phải có cái sự riêng tư chứ. Thỉnh thoảng hai đứa cũng có tranh thủ chị. Không, thỉnh thoảng tranh thủ nó không đúng ngày đúng giờ cũng đâu có được. Không được, phải riêng. Biết là nói sao ta, biết về mặt kinh tế tại vì ở chung với mấy đứa em thì cũng có cảm giác là mình ở chung với gia đình hơn. Đúng, biết là như vậy, nhưng mà phải có một cái riêng tư. Dạ tụi em sẽ cố gắng. Cố gắng đi cưng. Rồi thôi bây giờ anh cũng thay mặt cho chương trình chúc cho Thảo Phương sẽ mau sớm có tin vui. Và anh cũng nói luôn là cái ghế em ngồi á rất là may mắn. Thiên đó nghe. Thiên mà may mắn. Rất thiên, rất thiên. Bởi vì những cô dâu khi đến với chương trình này bao giờ về cũng có tin vui. Dạ. Thiệt không anh? Thiệt. Giống câu... bụt quá vậy. Anh làm như anh là ông bụt vậy đó. Ngồi đối diện anh nhưng mà cái tác động kế bên mới có. Hy vọng là vậy. Thảo Phương á thì ngoài một cái công tác chính của em là làm ở trung tâm đúng không? Dạ không, em chỉ tham gia sinh hoạt. Ngoài ngoài nhưng mà cái công việc chính của em hiện giờ là gì? Dạ em làm bên thiết kế, là anh làm ở nhà luôn. Thiết kế gì cưng? Dạ thiết kế nem cạc với rồ xu với lại logo hoặc là những cái nhãn hiệu, cái tem nhãn đồ á. Có nghĩa là em vẫn làm theo cái đơn đặt hàng của người ta đúng không? Được rồi, bây giờ đầu tiên là chị mở hàng trước nè. Nếu mà sân khấu chị á có những cái vở kịch nào mà cần làm về brochure đó thì chị sẽ đặt hàng em để em thiết kế cho bên chị ha. Dạ, thì dạ. Cũng tạo một cái điều kiện để mà em, tại vì chị rất muốn em ở riêng, em phải ở riêng ra. Và nhân đây thì Thuận nghĩ là quý vị khán giả nào đồng tình với Thuận cũng như chị Vân ủng hộ cho cặp vợ chồng này sẽ ở riêng thì chúng ta bằng cách là ví dụ như ai đó nếu mà cần có thiết kế thì có thể liên lạc qua vợ chồng Thảo Phương. Nè, poster nè, visit đúng không? Cặp visit nè. Rồi những bảng hiệu các thứ đúng không em? Đó thì để giúp cho đôi vợ chồng này sẽ mau có phòng riêng nè, rồi sau khi có phòng riêng rồi họ sẽ mau chóng có em bé nè. xin chúc mừng em và cũng chúc mừng chị Vân luôn. Hy vọng là cả hai sẽ là những đối tác chiến lược của nhau. Chứ mình là đối tác chiến lược nha. Có vui không? Sao mặt buồn quá? Đang vui. Đang vui. Thôi, chúc cho niềm vui nhân đôi nha. Qua chương trình này rồi, có một đối tác là chị Vân. Và đặc biệt là về sẽ có em bé. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vui nha, hai chồng luôn, vui nha. Điềm đạm luôn. Mà hiền lắm nha, mặt hiền của hai chồng này có chắc phải có cái gì đặc biệt nè. Có một cái gì đặc biệt mà sợi dây liên đới nào đó từ kiếp trước tới kiếp này. Mới vô cái cụm đầu. Cụm đầu. Hay quá chị đó. Ơi, mình phải khám phá rồi chị ạ. Thôi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Bá Thành, đến từ Tây Ninh, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho một công ty thực phẩm. Có nghĩa là Thành. Ở chỗ nào mà bán thực phẩm, bán đồ ăn rồi là KCS, em đấy kiểm tra KCS chất lượng về về thực phẩm. Dạ. Ê, đó giờ có gặp những cái tiệm nào mà bán đồ ăn mà kém chất lượng không em? Lúc đó mình sao xử phạt hay không? Dạ không, cái này làm trong công ty chứ công không ty có làm trong công ty rồi. Kiểm hàng cho công ty rồi ok rồi mời em. Em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả. Em tên là Cẩm Tiên. Em hiện đang làm thủ kho cho một công ty tư nhân. Em có thấy sự liên đới chưa? Sao chị? Thành. Tiên. Thành Tiên. Đó, hai chồng này là hai chồng này chắc ở đâu tới nè, đúng không ạ? Đó kiếp trước là cũng có dướng díu gì ở đâu trên trần gian, ở trên trển á. Đúng không? Dạ. Kiếp này á là xuống dưới trần gian gặp nhau. Dạ. Rồi á là có kiếp nữa là trở ngược lên á, Thành Tiên mà. Tại vì bây giờ là Thành Nhân rồi nè. Ở nhưng mà tên là Thành Tiên. Tên là Thành Tiên cho nên là cái kiếp thứ ba là lên trển nữa. Hay quá chị bạn, hay quá chị Một ơi. Bạn hay không? Chị bạn giống như là chị biết trước hay sao á. Tạm như chị biết trước. Để coi hai người này phải gặp nhau trong rừng không nha. Rồi, ủa nhưng mà hai em nói là hai em ở đâu?
Dạ. Hiện tại đang sống ở Tây Ninh. Tây Ninh mà. Nhiều khi gặp nhau trên núi. Rừng núi. Cũng có thể là không, này cái này mình nói mình đoán, em đoán thôi mà, đúng không? Nó có một cái gì đó tâm linh chút xíu. Có thể là hai bạn này hồi đó là đi chùa. Đi chùa Bà Tây Ninh để xin một cái điều gì đó. Và hai bạn vô tình gặp nhau ở tại chùa Bà Tây Ninh. Và phải lòng nhau và quen nhau từ lúc đó. Quen trên núi. Đúng không? Dạ không. Rồi thôi em bỏ nghề đi. Mệt quá. Làm ông mụ thôi. Ừ. Đâu hai đứa quen nhau sao đâu, kể mọi người nghe đi cưng. Dạ lần đầu tiên thì tụi con gặp nhau là ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hai vợ chồng cùng là sinh viên được nhận học bổng của quỹ, một quỹ học bổng. À, thì gặp nhau ở đồng bằng chứ không phải là trên núi nha. Gặp nhau ở Sài Gòn là đồng bằng. Đúng rồi. À, nhưng mà hai người này có cái khác người là hai đứa đều được học bổng ở một trường đại học. Phải sao mới được học bổng đó, phải giỏi đúng không? Rồi gặp nhau ở trong trường, là hai đứa cùng học ở trong trường mà gặp nhau đúng không? Không, học khác trường. Khác trường thì của một quỹ học bổng ở ngoài chứ không phải của trường. Ừ, tức là nhưng mà là Tiên cũng được học bổng đúng không? Dạ. Dạ. Tức là cái quỹ học bổng đó cấp cho hai đứa, nhưng mà hai đứa lại học hai trường khác nhau. Dạ. Cùng ở thành phố Hồ Chí Minh và gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cơ hội nào mà gặp nhau? Tại vì tổ chức họp mặt cho các sinh viên cùng được nhận tài trợ. Cùng được học bổng đúng không? Cái cơ duyên nó kỳ lắm. Rồi lúc đó là bắt đầu chạm mặt nhau. Dạ. Đúng không? Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà Tiên nhìn thấy Thành, Tiên ấn tượng gì không? Dạ hồi đó tại trong cái đó cũng đông lắm anh, cho nên là em cũng không biết chồng ai, em là ai trong đó hết. Dạ tại hồi đó em làm ban đại diện á, cho nên là em chỉ lên chương trình, em thuyết trình rồi thôi, còn chồng em ngồi ở dưới là chồng em biết em thôi, em không có biết chồng em. Dạ rồi giờ hỏi Thành nè. Đúng rồi, giờ Thành, là có bạn Tiên lên thuyết trình thì Thành thấy bạn Tiên. Dạ thấy bạn sao, có ấn tượng gì bạn không? Dạ lúc đó thì thấy vợ nó cũng thấy tròn dễ thương, đúng cái mẫu người mà em thích. Dạ. Ít người đàn ông nào thích vợ tròn lắm. Ông này thích vợ tròn, gặp đúng bà Tiên tròn. Là bà Tiên luôn. Tròn do. Dạ. Em thích luôn. Em thích luôn đúng không? Mà bạn Tiên đâu có biết là em thích bạn đúng không? Tại vì chú nhiều quá. Không, tại thấy cái mẫu người thích thôi, chứ tại lúc đó chắc chứ cũng chưa có làm quen tìm hiểu vậy. Tại sao vậy? Tình trạng của em lúc đó là như thế nào? Độc thân hay là có người yêu rồi? Dạ, cái lúc đó hình như vẫn còn độc thân, nhưng mà sau đó vẫn có người yêu. Rồi tới khoảng 4 năm sau thì mới liên lạc, mới gặp lại bạn vợ. Hiểu rồi, tức là cái lúc đó là gặp nhau thôi. Dạ. Mà 4 năm sau mới yêu. Mới yêu nhau. Dạ. Còn Tiên thì không hề biết hả? Tiên có biết không? Dạ không, thôi chỉ có hẹn gặp mặt lần đầu tiên thì hai người gặp thì mới biết thôi. Dạ. Tức là cái lần gặp mặt đầu tiên của hai em. Dạ. Là cách nhau 4 năm. Dạ đúng. Có nghĩa lần đầu hai đứa coi như là gặp em này gặp em trên sân khấu. Dạ. Là trước đó. Dạ. Tính ra hai đứa cũng gặp nhau nhiều lắm á, nhưng mà em không có biết bạn đó thôi. Nãy bà Tiên mới kể coi, đâu Tiên kể coi. Dạ. Tại hồi đó là bên tổ chức đó là cũng tổ chức nhiều hoạt động á. Nhưng mà chắc cũng gặp nhau nhiều lắm, nhưng mà tại em không có biết chồng em, tại hồi đó đông lắm. Dạ. Xong sao gặp, cứ nói đi. Hồi đó sau 4 năm á thì hồi đó em chia tay người yêu. Chứ xong em nhắn tin, không biết hồi đó thì sao nhắn tin cho chồng em nữa, em cũng không biết nữa. Dạ. Chứ chồng em kêu em là chồng em ít nói lắm, chứ gặp em cũng đâu có nói nhiều đâu, em cảm thấy chắc cũng không hợp đâu. Nhưng mà sau này kiểu như chia tay rồi chứ cũng buồn, cũng muốn có người dẫn đi chơi rồi á. Cho nên là hẹn chồng em. Hồi đó là em hồi đó là ngày thứ bảy. Dạ em về dưới nhà em chơi, xong chủ nhật em lên. Mà hồi đó là chồng em ở dưới Tây Ninh rồi. Chứ chồng em kêu là bữa đó gặp mặt có được không. Em lỡ kêu được rồi, mà em đi lên xe, em đi lên đây, em suy nghĩ là có nên gặp không. Tại vì cũng quen biết, thí dụ như mà lạ lạ thì mình gặp mình không thích, mình thích mình bỏ cũng được. Còn đằng này là chung một hội á. Dạ. Bỏ không được. Bỏ không bỏ được, kỳ lắm. Lỡ mà quen rồi bỏ là rất kỳ đúng không? Dạ kỳ lắm. Cho nên em mới gọi điện cho ảnh, em hỏi anh đi tới đâu rồi. Anh kêu là anh đang đi tới Củ Chi rồi, mà mình biết Tây Ninh với Củ Chi thì nó cũng xa, bây giờ kêu người ta quay về thì cũng tội quá. Đúng không? Dạ. Cho nên là thôi đồng ý gặp luôn. Rồi khi mà gặp nhau thì thấy thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường. Bình thường. Dạ bình thường luôn. Không có ấn tượng gì luôn. Dạ không có ấn tượng gì luôn. Còn bạn này thì sao, bạn Thành thì sao? Lúc gặp bạn Tiên thì cảm xúc em sao, em ấn tượng gì? Dạ tại
lúc chưa gặp là cũng có liên lạc nói chuyện rồi, trước đó cũng hơn nửa tháng. Dạ, nên là với cũng biết trước rồi, tại có để ý vợ trước đó, nên là em là em thích bạn, đúng không? Em thích bạn tiên đó, nên khi em gặp rồi là em thích luôn đó, đúng không? Dạ, đúng. Không gì cản nổi đó, đúng không? Dạ. Nhưng kiếp trước có nợ nần thì đảm bảo em chắc đi vô hái đầu mà tiên. Mà bạn này hái tức là cái trái đào nó chưa có chín. Ở trên tiên phủ á là chưa có chín cho nên hái không được, mà ông ham đâu, không ham ông hái, ông mới bị đầy xuống, hiểu chưa? Ông bị đầy xuống cho nên là bà đào bà rớt xuống rồi, bà đâu có gắn ngược lên cây nữa, rớt xuống, đầy xuống rồi. Luôn rớt xuống luôn, rớt xuống rồi, rồi cái ông Thành này là ông cứ đi kiếm, đi tìm. Trời, đi kiếm, đi tìm quá. Đi kiếm, chị nói giống như đúng rồi vậy đó, cho nên bà tiên đâu có ấn tượng gì mà ông này là ấn tượng 4 năm trước rồi 4 năm sau vẫn ấn tượng. Để rồi gặp là dính luôn. Ly kỳ quá. Ly kỳ, quá ly kỳ luôn. Rồi nhưng mà nè, trong cái lúc mà gặp nhau vậy á là ảnh có nói chuyện nhiều không? Có cởi mở không? Hay là dạ rụt có. Nè? Ảnh kêu ảnh ít nói nhưng mà em thấy ảnh nói cũng nhiều á. Dạ. Đó. Rồi sau cái lần đó thì đúng bao rồi. Lâu mới yêu nhau? Sau lần đó là chính thức yêu nhau là bao lâu? Không, tại trước đó là cũng có tỏ tình với vợ rồi. Vợ cũng đồng ý rồi nhưng mà dạ. Có nghĩa là trước khi gặp mặt là đã tỏ tình rồi hả? Dạ. Tỏ tình qua Facebook rồi luôn. Dạ. Đúng không? Mà vợ đồng ý rồi cho nên hôm đó mới gặp mặt, đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi. Mà nãy bà mới xì ra kìa, bà nói không ấn tượng gì hết trơn. Dạ thế đó con cũng biết rồi. Dạ, biết luôn. Chắc là hiểu hoặc hay sao á. Rồi sao rồi bao lâu thì mới bắt đầu cảm thấy là yêu yêu mến mến anh này? Dạ chắc cũng phải nửa năm hả chồng hả? Không, 3 tháng hả? Dạ cái hồi nói chung là cái hồi mà em bị tai nạn á, bạn em chở em về mà bị tái xe á. Chứ xong em vô bệnh viện, chứ xong anh này mới từ Tây Ninh lên thành phố chăm sóc em. Là lúc đó là em mới có cảm tình, em thấy anh này hiền nè. Cái lúc đó đó. Tôi nói ông này nợ bà này. Nợ đó. Đi hái trái mà hái bậy á, ta chưa chín mà ông hái đó. Đúng ra là cái trái đó mọc ở trển nó xum xuê đó. Nó tốt lắm mà xuống này. Xuống đó. Thì á là lúc đó bắt đầu em mới 3 tháng sau đúng không? Dạ. Là sau cái cú tai nạn đó thì bắt đầu em mới quý anh này, mới thương anh này. Dạ. Đứa mới chính thức yêu nhau. Dạ. Tại đúng lúc không? Đó em cũng không có biết. Nói chung là em cũng không có hiểu rõ anh này, do đó em không biết tính tình ảnh ra làm sao. Nhưng trong cái thời gian nằm viện á, ảnh chăm sóc em đâu á thì em mới hiểu rõ được cái tính tình, thì lúc đó là mình mới xác định. Tính tình lúc đó anh làm gì cho em? Săn sóc hả? Săn sóc kiểu gì? Đút cơm cho em ăn. Đút cơm hả? Dạ. Rồi hồi đó em bị gãy tay này nè. Chứ rồi cơm đó là anh mua hay là anh tự nấu anh em lợi cho em? Dạ. Mua cho căng tin đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi sau đó là chăm sóc suốt ở trong bệnh viện hay là có về nhà chăm sóc nữa không? Dạ chừng sau em về Đồng Nai thì lâu lâu anh cũng xuống anh thăm. Từng xuống dạ. Lần. Lần đó vốn liếng mất nhiều không? Dạ cũng nhiều. Nhiều đúng không? Dạ. Thấy chưa? Tôi nói là khẳng định bạn này nợ bạn này. Nhưng mà gì nè? Cái duyên cái nợ là vậy đó. Không, như vậy nè, coi như là chăm sóc mà lúc đó tại vì em đang là sinh viên hay là đã đi làm. Dạ lúc đó đã đi làm. Đã đi làm chắc tiền cũng không có nhiều đúng không? Dạ. Mà đi lên chăm sóc như vậy rồi ăn uống rồi ở người đâu rồi coi như là chi phí tất cả mọi thứ rồi. À lúc đó không? Là vậy là em phải mướn khách sạn em ở để em chăm cho bạn này. Em ở đúng trong không? Bệnh viện luôn. Ở trong bệnh viện luôn. Dạ. Wow. Nhưng mà cái lúc mà cổ mà về nhà rồi á thì em đâu thế nào mà em qua nhà cổ mà em chăm sóc và em ngủ lại đó. À cái lúc đầu tiên lúc mà vợ mới bị tai nạn á nên là cứ nghĩ là cái lúc đó thì bị nhẹ thôi nên là vợ không có dám gọi cho má nhà biết nên là mà vợ ở phòng trọ cũng không có cho người lạ vô nên là mới dẫn vợ ra khách sạn để tiện chăm sóc thôi. Mướn khách sạn để chăm sóc cho vợ. Dạ. Trời ơi, mà bao lâu? Dạ chắc khoảng 4-5 ngày. 4-5 ngày là cũng tiền không? Bộ nha, một ngày là cũng 250. 4-5 ngàn cũng triệu mấy đó, bạn giỡn nha. Chưa tiền ăn tiền uống đó, tiền thuốc tiền thang đúng chăm không? Chăm sóc ở trong khách sạn là lửa gần rơm luôn. Đúng không? Nó có bùng cháy không? Tiền. Cười kìa. Tiền. Đó. Lửa có trong khách sạn mà chăm sóc quá. Lửa gần rơm rồi có bị cháy không? Dạ nó bén một lần, thay lần thứ ba chứ nó bén luôn. Là bén luôn. Có bén không? Có cháy nổ trong khách sạn đúng không? Đó, như vậy là trong đó luôn, phải không em? Lần đầu tiên của ai là nội bộ trong 4-5 ngày đó là đã xảy ra cháy nổ đúng không? Dạ. Đúng không Thành? Dạ. Trước đó cũng có đi chung nhiều lần, tại đi vợ dắt vợ đi du lịch á, cũng ở chung nhưng mà không có bén. Chưa bén. Dạ. Chưa cháy. Đúng không? Ông gan thì tay người ta gãy mà ông muốn cho gãy thêm lần nữa đúng không? Như vậy là trước khi thành tiên là em đã thành công rồi, đúng không? À. Rồi. Như vậy là gì? nhưng mà cái lúc đó là tay em đang đau mà đúng không? Dạ. Gãy mà đau gì vậy? Gãy. Chà như vậy chắc cũng khó vất vả lắm mà đúng không?
Dạ, dạ. Cái làm bén nó sẽ vất vả với em lắm đúng không? Dạ thì cũng hơi vất vả một xíu nhưng mà thích. Sao thích? Sao thích vậy? Tay chân ngay đơ vậy, có gì tay chân ngay đơ có cụ quậy gì được đâu. Tại có cảm giác mới. Nghĩ là cán cước luôn. Ủa nhưng mà cái lúc mà anh đòi, anh gợi ý đó. Dạ. Em có từ chối không? Có, lần đầu tiên em từ chối. Lần đầu tiên em từ chối. Anh từ chối. Em đang bị thương mà sao? Đâu, đúng rồi. Để tiên kể. Đúng rồi. Từ đầu đến cuối chị nghe. Là ngày thứ nhất là đã gợi ý chưa? Không, cái vụ mà ấy á, đòi á, rồi em từ chối đó rồi nó sao? Lần thứ nhất trong cái đêm đó luôn. Lần thứ nhất thì có đòi. Nhưng mà em từ chối, em kêu là tay tôi đau á, không có làm mạnh gì được đâu. Ngủ đi. Vậy là cũng đắp mình ngủ chị. Đắp mình ngủ. Xong ngủ được khoảng tầm 10 phút lại dậy nữa. Lại đòi nữa. Chà, tới sáng luôn á. Sao nữa? Em mời quá, em nằm muốn làm gì làm đi. Là đêm đầu tiên là đấy rồi. Dạ, không. Cái đêm đầu tiên là ngủ bình thường, có đêm thứ hai ở trong khách sạn á. Là không cứ xào quần hoài á. Rồi đêm thứ hai là em mệt mỏi, em nói thôi chứ muốn làm gì đó làm đi. Ok. Rồi cuối cùng mà thấy cũng thích thấy được. Nên để luôn. Để luôn. tay đau rồi kệ đó đúng không? Sao Thành? Cái cảm giác sao rồi? Dạ thích. Thích đúng không? Dạ. Thương rồi mà, cái đó là cái người mình thương mà. Tại vì trước đó là hai đứa đã từng đi chung với nhau rồi, đúng không? Rồi. Như vậy nè, bây giờ quay lại, anh muốn quay lại cái kỷ niệm đầu tiên mà hai đứa quen nhau đó, hay lần đầu tiên mà ai là người tỏ tình trước? Vậy đó, bên đây ta tỏ tình rồi mà. Nhưng mà ai là người? Nhưng mà em tỏ tình mà em có thể hiện không? Dạ, cái thời gian mà lúc mà em yêu bé Tiên á, dạ, là em có sàm sỡ gì không? Ví dụ đi chơi ha, khoác ôm eo nữa, hay là hung, hay là nắm tay nắm chân gì á, là em có chủ động em làm gì đó không? Dạ có. Có luôn. Dạ. Mà lần đó là lần đầu tiên gặp hay là lần thứ mấy? Dạ lần đầu tiên. Ở đâu? Lần đầu tiên ở đâu? Dạ ở phố đi bộ. Rồi Tiên nghĩ sao trong người? Lần đầu tiên mà làm gì em? Ôm eo em. Rồi lúc đó em nghĩ sao? Em nghĩ chắc cũng không được đâu, không đàng hoàng lắm đâu. Dạ tại mới có lần đầu tiên à. Dạ. Ôm eo rồi. Dạ ôm eo. Là đi bên đường đúng không? Đi bên đường cái thỏ tay qua ôm đúng không? Dạ đúng rồi. Ôm mà còn kéo sát lại nữa. Kéo sát em lại luôn. Dạ chứ không phải ôm bình thường. Mà để vị trí này hay là có không? Để vị trí này thôi. Để vị trí này thôi. Mà em đã nghĩ trong đầu lần này không được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có phản ứng không? Em có phản đối không? Ví dụ như gạt cái tay ra hoặc là né qua. Dạ không, sao hồi đó em cũng để yên luôn anh. Thì đó trời đất ơi, vậy bà cũng đâu được đâu. Duyên nợ rồi, không có trốn được đâu, không có chạy được. Cuối cùng không phải Thành Tiên. Không, nếu như mà người khác đó là em đã ấy ra rồi. Đúng không? Cái nợ cái nần rồi. Nhưng mà cái lúc đụng như vậy là lần đầu tiên đúng không? Rồi sau đó cái nụ hôn đầu tiên đó thì là có làm luôn không? Hay là bữa khác? Dạ bữa khác. Bữa khác. Sau đó bao lâu? Sau cái vụ mà eo là bao lâu? Không, cũng trong đợt đó thì khoảng mấy ngày. Mấy ngày sau. Dạ. Cũng phố đi bộ luôn hay sao? Dạ, ở hồ bơi. Chà, hai đứa đi bơi là thành công rồi. Hôn nè, đầu tiên là ở phố đi bộ là đồng bằng. Rồi lần thứ hai á là nụ hôn là dưới nước đúng không? Rồi cái lần thứ ba là khách sạn, nó cao biển rộng là có đủ hết. Trời, chị bàn sao hay quá chị một. Cái gì chị bàn cũng được chứ. Chị nói là thì sợ luôn á. Kiếp trước nha, rồi kiếp này gặp nhau rồi đó. Như đó ứng thành người rồi nha. Có kiếp nữa là hai đứa là ở trên trển là cũng vẫn ở chung nhau đó. Chắc hùng nhau ở trên cây đa, ở trên cung trăng ha. Rồi thôi bây giờ như là tình cảm của hai đứa nó dễ thương quá. Lấy nhau quá đẹp. Khoảng 3 tuần nữa là được 5 rưỡi. Ông chồng nhớ hết tới chưa? Có tình vui chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa đúng không? Dạ. Ủa mắt em có muốn tình vui liền không? Dạ muốn. Dạ, muốn đúng không? Rồi anh Chúc đi anh Chúc nghe. Dạ. Rồi tật xấu trước đi rồi Chúc anh pin anh Chúc cho ông bói không được chứ mà ông gọi là ông Chúc là ngon ạ. Trời ơi, mới đây nè mới một tuần nè. Cặp vợ chồng kia mới báo tin luôn. Trời anh ơi, em Chúc một cái em dính liền luôn. Thôi mà em nói em Chúc nó có đứa gái không? Dạ có đứa gái. Ôi ông mụ luôn đó. Yên tâm đi. Báo tin. Nha. Dạ. Rồi tiếp nè, bây giờ nè, tật xấu của ông Thành là gì Tiên? Dạ nhiều quá anh, em kể từ từ nha. Ngủ gáy anh, ngủ gáy dữ lắm. Ngủ gáy có khi mà em quy định là ảnh không được ngủ trước. Anh ngủ trước là em sẽ đánh ảnh dậy để em ngủ, xong rồi ảnh ngủ, muốn ngủ thì ngủ. Dạ. Cái thứ hai nữa là giận vợ hay là giận chuyện gì cứ bỏ nhà đi thôi. Dạ. Giận dỗi bỏ đi. Dạ bỏ đi mà không đem tiền, không đem theo điện thoại. Rồi không đem, nói chung là không đem theo một cái thứ gì liên lạc hết á. Dạ. Sao ông dạy không? Ông bỏ đi hỏi nhà. Gọi nhà gọi dù có chuyện gì, ví dụ vợ gọi thì sao được đây? Đúng không? Dạ tại tính đi ra ngoài xíu thôi đặng cho vợ xả bớt xuống, dạ, rồi mới quay lại.
Giận dỗi hay bỏ nhà bỏ điện thoại? Dạ. Bỏ tiền ở nhà luôn? Dạ đúng rồi. Thế xong chừng về em hỏi đi đâu vậy, kêu đi về nhà má dưới Đồng Nai mà đi bộ. Giận dỗi hơn. Dạ em hỏi đi bộ chừng tàu tới, kêu 4-5 ngày cũng tới. Dạ. Nhưng mà thực ra là chắc không có về mà chắc ngủ đại ở công viên hay gì đó đúng không? Dạ. Có khi nào về xuống tới Đồng Nai thì không? Đi bộ thì không? Dạ không, không có đâu chị. Dạ. Giả bộ đi ra ngoài thôi. Giả bộ kiếm ghế đá công viên nằm nghỉ ngơi đồ. Từ lúc quen cho đến lúc cưới bây giờ ở chung với nhau thì có bao giờ mà ông giận dỗi mà ông đi tới mấy ngày liên tục không? Dạ không, không có đi mấy ngày đâu anh. Dạ, thí dụ đi khoảng tầm chắc tiếng rưỡi 2 tiếng à. Em đi kiếm chứ. Chắc ổng lang thang ngoài công viên á chứ không có vô, không có ra la cà quán cà phê. Tại đâu có tiền đâu uống cà phê. Đúng rồi, đúng. Đúng dạ đâu có tiền đâu. Dạ, cũng không có xe, cũng đi đâu luôn, cứ đi bộ vậy. Rồi sao nữa, tật gì nữa nè? Hay sụn mặt lắm. Lâu lâu em giỡn cái gì á mà thí dụ như mà không vui hay là không được ý là ngồi sụ giống như em bé vậy đó. Anh không có suy nghĩ được cái lúc mà em sụ mặt, cái con mắt của em nó xệ tới cái nào luôn. Con mắt em vốn dĩ là nó đã sụp rồi, đúng không? Anh cũng thuộc dạng là mắt sụp nè em, nhưng mà em còn sụp hơn anh nữa. Những lúc em sụ thì không biết nó xệ tới cái nào luôn. Hồi đó mình muốn vui, mình muốn chọc ảnh chứ tự nhiên ảnh giận thì anh sụ mặt xuống với hết vui luôn. Chứ xong em cũng sụ theo luôn. Thế lúc đó chỉ giả bộ buồn thôi mà cái tưởng thiệt mặt thôi. Vốn dĩ cười đã vẫn buồn mặt rồi buồn thì muốn chi buồn. Đôi mắt xệ cực quá. Đó. À, rồi à, tiếp tục còn gì nữa không nè? Dạ thật xấu á, thật xấu á, thật xấu á. Dạ chưa nghĩ ra được nữa vậy mà nãy nói trời thật xấu cũng nhiều lắm. Thôi thực ra cũng đáng yêu mà, chỉ có hay giận nè, hay giận dỗi nè. Đó rồi giận thì hay bảo nhà đi nè. Đúng không? Đúng mà nó nghe nè. Hay nói chuyện cọc lóc với vợ nữa. Cọc lóc. Điện thoại đi chứ, nhiều khi đi ngoài công viên nhiều khi bị ma nữ bắt cái sao gọi điện cho vợ được. Giận cũng đem điện thoại đi không? Dạ. Nghe rút kinh nghiệm lần sau giận được. Giận bỏ nhà đi được, tức là không phải lúc cãi nhau á mà ảnh bỏ nhà đi vậy cũng được, bỏ ra bước ra khỏi nhà để hại chồng khỏi gây lộn đó. Thì cái chiêu đó cũng được, nhưng mà phải cầm điện thoại theo để lỡ có gì á, vợ nó còn điện, ví dụ vợ ở nhà mà lỡ nó có đau bụng hay là này kia nọ nó điện, đúng không? Đúng không bà Tiên? Dạ. Đó. Rồi bây giờ tới ông Thành đó. Đó ông Thành kể thật xấu của bà Tiên coi. Tự nhiên không nghĩ ra nữa vậy. Dạ, vợ thì có hay hay nóng tính, không có khó kiềm chế cảm xúc của mình. Dạ. Rồi, nóng tính. Dạ. Nóng nhất thì làm gì? Dạ chỉ la rồi chửi chồng thôi. Cái gì? Chửi chồng. Dạ. Chửi chồng chửi sao? Dạ bình thường con cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ hả? Dạ. Có chửi gì? Có mày tao không? Dạ không. Tại hai vợ chồng cãi nhau thì chỉ nặng nhất thì chỉ xưng anh em thôi, còn bình thường cãi cũng xưng vợ chồng nữa nên là... À vậy đó hả? Dạ chửi là... chồng, cái từ chửi chồng này ghê lắm á. Dạ. Ví dụ như la, dạ, càm ràm thì được, nghe câu chửi chồng này nặng lắm nha, lớn dạ lắm đó nha. Dạ đúng rồi. Như vậy chắc có lẽ là chửi dữ lắm cho nên ổng mới bỏ nhà ổng đi á. Dạ không anh, dạ, em không có chửi dữ đâu, em chỉ... Ví dụ là em chỉ cái đôi mà nặng nhất em, của em làm chửi em chỉ sao? Nói chung là em... Nói dài thôi, em không có chửi. Dạ đúng rồi, nói nhiều. Lèm mềm á phải không? Lèm mềm nó hoài, nó nhây nó như đó phải không? Dạ đúng rồi. Đó, phải còn gì nữa, ông Thành ông hiền như bụt vậy đó hả trời? Má cái mặt như ông bụt vậy. Ừ, còn sao nữa nè? Tiên này là Tiên ngủ canh cái lò luyện đan á. Bây giờ á, Thành mong muốn Tiên thay đổi cái gì nhất? Dạ là phải như là bớt nóng tính, kiềm chế cảm xúc mình lại. Cái đó cũng tốt cho mình. Dạ. Cái đó chỉ muốn nhất là cái đó thôi. Muốn nhất là cái đó đúng không? Mong muốn là bớt nóng tính lại. À với vợ còn một cái tính nữa. Còn tính gì? Đó là vợ ghen. Ghen? Ghen hả? Dạ. Ồ, ghen dữ không? Mỗi lần ghen làm gì? Dạ không, chỉ đòi chia tay thôi. Đòi chia tay thôi hả? Dạ. Là nhiều không? Một tháng vậy đòi chia tay mấy lần? Dạ không, hồi lúc trước khi, hồi lúc đang quen với lúc mới cưới thì nhiều. Còn bây giờ thì tại con cũng hiểu tính vợ rồi nên là không có làm không có làm để vợ nổi điên lên nữa. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ghen, mà ghen chuyện gì em phải có như thế nào thì mới dạ ghen không, chứ chị giống như là lướt Facebook hoặc Zalo thấy hình gái cái bấm vô like dạo đó đúng không? Dạ. Thấy like dạo cái là ghen. Dạ. Không tôi vậy tôi cũng ghen nữa. Hiểu không? Thiệt luôn á, khó chịu, đâu biết người ta là ai đâu mà đặt vô like là dạo. Dạ, người like. Quen người quen của vợ luôn. Không, người quen của chồng nha. Người quen của chồng mà vợ không biết người đó là ai đúng không? Dạ đúng có rồi. Có biết không? Dạ có mấy người thì biết, có mấy người thì không biết. Mà ghen với mấy người biết hay ghen với mấy người không biết?
Dạ hồi đó giả bộ ghen thôi mà anh tưởng thiệt á. À chứ thực là không ghen, không ghen đúng không? Tại bà kèo trên mà bà tiên mà. Bà kèo trên là bà dễ gì bà ghen. Rồi bây giờ em có mong muốn vợ hết ghen không Thành? Dạ cái đó bình thường nên là chỉ muốn vợ là ghen cho nó thêm gia vị đúng không? Dạ bớt nóng tính. Rồi bây giờ Tiên thì muốn anh thay đổi điều gì? Dạ em muốn chồng em thay đổi rằng ngủ đừng có gáy nữa. Cái đó khó lắm. Cái đó bệnh lý rồi chứ không phải tật xấu rồi. Cái đó thuộc là bệnh lý rồi, cái đó là phải đi bác sĩ nha. Đó là phải đi bác sĩ nếu mà muốn chồng bớt ngáy. Em phải đi khám tai mũi họng để xem coi mình có bị mắc kẹt cái gì ở cái trong cuống họng này không. Có nhiều người cái vách ngăn nó bị không có thẳng, nó dẹo, lạc ngáy, ngáy dữ lắm. À, thằng em của anh đó là mới đi khám á, tại tự nhiên ngáy ghê quá đi khám thì mới có là polyp ở vách ngăn á chị, polyp ở trên tim mũi. Thành ra mổ lấy nguyên cục ra luôn. Đó thì đi khám đi em. Cái vách ngăn á. Còn anh như anh là tại vì có da có thịt cho nên anh ngáy là chuyện bình thường. Đó. Rồi như vậy là hai vợ chồng là cái mong muốn thay đổi cũng rất là đơn giản. Không, còn nữa, còn nữa em muốn mong muốn thay đổi gì nữa? Em muốn chồng em là khi mà giận nó thì có thể làm gì khác ngoài chuyện bỏ đi. Tại vì chồng em mà bỏ đi á, không có cầm gì trong người á, em cũng cảm thấy lo lắng lắm. Mà em cũng đi kiếm, rồi đi kiếm cũng 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Rồi sáng hôm sau em đi làm em rất là mệt. Dạ. Hiểu không? Cái đó chính xác đó. Cái đó tại vì biết sao mình còn vợ thương mình mà. Gây lộn thì ai không gây lộn, vợ chồng nào cũng gây lộn hết trơn á, bạn bè gây lộn, anh em gây lộn, mẹ con, cha con cũng gây lộn nữa. Thì vợ chồng sao tránh khỏi. Nhưng mà biết là vợ thương mình á thì mình phải hiểu là vợ rất quan tâm tới mình. Thành đã có gây có gì thì nhớ đi ra cầm cái điện thoại đặng cho nó biết là mình đang làm gì, đang ở đâu. Vậy thôi, nghe. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Nhưng mà anh hỏi nè, mỗi một lần gây lộn như vậy á là có giải quyết hết vấn đề hay không? Dạ giải quyết hết vấn đề anh. Thôi vậy được rồi. Thôi bây giờ trước khi bây kết giờ, thúc thì không, đó bây giờ để anh Minh Chúc phải không? Anh Minh Chúc là trước khi đó chị dặn nè. Dạ. Bây giờ hai đứa mới cưới nhau đúng không? Dạ. Coi như được mấy 3 tuần nữa là được 1.5 năm đúng không? Đó được 1.5 năm. Sau đây ví dụ mà anh Minh á Chúc mà hai đứa có bầu. Dạ. Ha. Đó bé có bầu thì là tuyệt đối bỏ cái vụ mà đi ra ngoài. Đúng. Nghe nhớ nghe nhớ nghe. Rồi. Cái thứ hai nữa là nếu có bầu rồi á, là vợ sẽ nóng tính hơn nữa. Vợ nó sẽ nóng tính hơn, nó sẽ trái tính trái nết hơn rất là nhiều. Thì mình cứ gồng đi, mình gồng trong cái thời gian vợ có bầu đi. Đó, tuy nhiên nha vợ, lúc mình đang có bầu, mình cũng tự mình phải biết hạn chế nóng nảy. Hiểu không? Nếu như mà nó không phải là do cái kích thích tố nữ á, mà nó làm cho mình bị bộc phát lên như vậy, thì mình phải tự biết là mình kềm hãm cái nóng tính của mình lại. Thì nó rất ảnh hưởng cho cái bào thai. Nhớ nha, đó dặn dò trước vậy đó. Đó rồi để ráng mà giữ sức khỏe để mà cho em bé khỏe tốt. Rồi mẹ tròn con vuông đúng không? Đúng rồi. Với anh cũng xin tiếp lời nữa là cái việc mà nóng nảy mà bỏ đi ra ngoài như vậy nó vô cùng nguy hiểm. Nó không phải nguy hiểm cho cái người bỏ đi mà người ở lại cũng nguy hiểm. Thí dụ trong nhà nó có một cái chuyện gì xảy ra thì làm sao kêu được. Đúng chưa? Chúng ta có thể thỏa nghe nghe bản thân anh là trước ông hay bỏ nhà đi mà sau này thỏa thuận với nhau, không cần phải đi đâu chứ chỉ cần nói với nhau. Chúng ta cần im lặng. Thế thôi, đừng ai nói tới ai cả. Đó là một cái giải pháp tốt. Đúng không? Đừng đi em à, nghe. Rồi thôi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và anh chúc cho hai vợ chồng thành tiên nghe. Rồi, năm nay ha. Cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Em cảm ơn. 1.5 năm rồi con ơi, xuống đi con ơi, xuống đi con ơi. Nghe. Xuống đi, được rồi, đừng có tránh nữa nghe. Chúc cho hai vợ chồng qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với hai gia đình nội ngoại và đặc biệt đến với gia đình của hai em. Em cảm ơn. Cảm ơn hai đứa.